Mặc dù ở ngoài đê, đời sống người dân chủ yếu làm nông nghiệp và chăn nuôi, kinh tế còn rất nhiều khó khăn, nhưng đời sống tinh thần của người dân tại xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên rất khởi sắc. Các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được người dân chú trọng quan tâm, tạo không khí vui tươi phấn khởi. Với tổng số 1.800 hộ, 7.500 nhân khẩu chia làm 8 thôn, cả 8 thôn của xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên đều có câu lạc bộ văn nghệ. Các thành viên câu lạc bộ của các thôn hoạt động rất tích cực. Đây là các thành viên câu lạc bộ thôn Tân Trung. Vào những ngày này, cả 8 trên 8 thôn đều tập trung tập luyện văn nghệ phục vụ cho hội làng được tổ chức thường niên vào đầu năm. Với tổng số gần 20 thành viên, chủ yếu các chị làm nông nghiệp, buôn bán và là công nhân. Nhưng khi được thông báo, các chị đều thu xếp công việc tham gia tập luyện. Yếu là đam mê, xong là về là gia đình là cũng hỗ trợ tạo điều kiện là chúng em cũng tham gia các cái tiết mục việc nhà thì chúng em cũng làm xong. Có lẽ chị em là chỉ có tranh thủ lúc tối thôi. Tầm một tiếng từ 9 giờ đến 10 giờ thì là về, thứ nhất là sớm sủa thì cho con cái học hành xong thì chúng em mới tham gia tiết mục được. Với cơ sở vật chất khang trang, nhà văn hóa thôn Tân Mỹ 1 là địa chỉ quen thuộc của các thành viên câu lạc bộ văn nghệ của thôn. Với tổng số gần 30 thành viên, tuổi còn khá trẻ nên mọi hoạt động văn nghệ thể thao của thôn luôn sôi động, thu hút đông đảo sự tham gia của người dân. Nó mang lại cho mình rất là nhiều năng lượng và cảm thấy rằng là cái sức khỏe của mình được cải thiện hơn và tốt hơn. Là chủ nhiệm câu lạc bộ, lại kiêm giáo viên dạy khiêu vũ, dạy aerobic, nên các tiết mục văn nghệ của câu lạc bộ thôn Tân Mỹ 1 được dàn dựng công phu, mang tính nghệ thuật cao, đông đảo chị em của thôn tham gia tập luyện nhằm nâng cao sức khỏe, tạo không khí phấn khởi cho chị em sau những giờ lao động mệt mỏi. Chúng em cũng còn nhiều cái gặp cái nhiều cái khó khăn, chẳng hạn là chị em đi làm công ty, giờ giấc nó sẽ không được như mình mong muốn, vì cái đam mê chị em cũng đã rất là cố gắng. Tập luyện vất vả hăng say để cống hiến cho chính sự kiện lễ hội của làng tại đỉnh Bồng Châu, thuộc thôn Tân Mỹ 2, xã Phú Cường. Cả 8 đội văn nghệ đều mang đến 8 tiết mục biểu diễn cho hàng trăm người dân trong xã và khách thập phương, tạo không khí sôi nổi và niềm vui phấn khởi cho nhân dân. Là một người con xa quê thì cháu lúc nào cũng tìm về cội nguồn của mình, nhớ đến tổ tiên, đến quê hương và càng ngày càng hạnh phúc vì quê hương càng ngày càng phát triển. Hoạt động văn hóa văn nghệ này thì do các cái đội văn nghệ tự dàn dựng và phục vụ và các công việc chung của địa phương được nhân dân đánh giá rất là cao. Để các câu lạc bộ văn nghệ phát triển, lãnh đạo xã Phú Cường đã quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để các câu lạc bộ văn nghệ hoạt động, tạo ra các sân chơi để người dân được cống hiến và sống trong môi trường văn hóa lành mạnh, tạo động lực lao động và sản xuất hiệu quả.